Kính thưa quý vị, đến với liên quan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2015, đơn vị Quyền Tịnh Biên tham gia với chủ đề Xuân và Tuổi Trẻ. Đây là món quà đầy niềm vui thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến toàn thể quý vị. Như chúng ta đã biết, năm cũ sắp qua, năm mới lại về. Ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đang tràn về trên quê hương. Đơn vị Quyền Tịnh Biên đem đến liên quan với chủ đề Xuân và Tuổi Trẻ, mong rằng sẽ làm tăng thêm sắc xuân rạng rỡ và sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật sự thoải mái. Và bây giờ, chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu! Được giới thiệu nhóm nhạc Thất Sơn, Giang Công, K-Bomb. Chắc có lẽ thời thơ ấu của chúng ta ai cũng có những giây phút say sưa cùng bạn bè trên những cánh đồng bát ngát để cùng nhau thả những cánh diều mơ ước của tuổi thơ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về những năm tháng hồn nhiên của tuổi thơ với hình ảnh quen thuộc của những cánh diều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều ơi hãy gần anh, bay đến nơi xa. Chiều đang dùng tôi mong mây như tinh xa. Chiều ơi chiều bay cao, chiều ơi chiều bay lên. Chiều ơi chiều bay cao, bay đến nơi nào. Hãy hôn dùng tôi lên giấc ngủ em thơ. Cầu cho tầng tia mong mây như tấm mơ. Nụ hôn thật em, nụ hôn thật em, nụ hôn thật em cho tấm mộng lơ. Vừa thưởng thức ca khúc Ngày Gió và Cánh Diều, tác giả Tuấn Khanh do đôi song ca Minh Trí và Mỹ Tiên thể hiện. Kính thưa quý vị, Việt Nam, mảnh đất hiền hòa đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn của bao thế hệ, đã làm nên vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Trải qua bao nghìn năm, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang và có lòng thủy chung son sắt đã tạo nên nhiều huyền thoại. Trong đó có Hòn Giọng Phu, tôn vinh người thiếu phụ, trung trinh, son sắt, chờ chồng đến quá đá. Truyền thuyết ấy đã tạo nên nguồn cảm hứng để tác giả Trần Lập sáng tác nên bài hát Người Đàn Bà Quá Đá. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này dưới phần thể hiện của Thanh Thúy.
nơi chung tình yêu tổ thì nơi phương chưa xa, chàng trai đó có hay đỉnh núi mang tên vọng phu vẫn đứng đợi người đàn bà hóa đá chờ trong nghìn năm, nhưng người đó đã không quay về để đáng sống quá thân mỏi mòn người đàn bà hóa chưa là bà sao.